Câu hỏi kế: Bồ Tát Địa Tạng sinh ra ở đâu? Và tại sao gọi Ngài là Địa Tạng? Xin thưa thiệt là Pháp Hòa không biết. Tại vì Địa Tạng Bồ Tát là không có mặt ở cái thế giới Ta Bà này. Ngài là một vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Đức Phật Thích Ca giới thiệu có một Bồ Tát hiệu là Địa Tạng Vương. Và phát nguyện của Bồ Tát này là cứu khổ những chúng sanh ở cõi tối tăm. Tên của Ngài thôi là mình đã thấy cả một cái năng lực chuyên chở, ôm ấp chuyển hóa Địa Tạng. Như trong kinh định, địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là đất, mà đất là dày, là chắc, thấy không? Còn tạng là chứa. Như vậy thì trong đất này, nếu mà nói theo cái nghĩa thường là cái lòng đất này chứa rất nhiều thứ, đúng không? Châu báu cũng có, rác rưới cũng có, cái gì nó cũng nằm trong lòng đất này. Tài nguyên thiên nhiên nằm trong lòng đất. Còn nếu mà nói về ở cái nghĩa sâu sắc, đất này là tượng trưng cho tâm. Cái tâm này chúng ta chứa đủ hết các loại. Mà tâm này thấy nó vậy chứ nó dày, nó chắc lắm. Ví dụ coi, thử mà mình giận một người nào, mình bực bội, mình ghét bỏ một người nào thôi, cả đời không xả. Nếu mình chưa tu, thậm chí mình đi chùa rồi, học Phật rồi, nhưng mà hận cái người đó, giận cái người đó, cả đời này không buông. Thậm chí mình nói một câu, thí dụ ta lại ta khuyên nó, thôi anh ơi, chị ơi, bỏ đi, đừng có giận. Không, tôi không có giận, nhưng mà tôi không có bỏ qua. Mình tuyên bố một câu xanh rờn vậy đó. Tại sao mình không bỏ qua? Là vì mình chứa chặt quá. Mà theo như định nghĩa đó là gì? Đó là địa ngục. Vì sao? Vì khi tâm mình dày đặc một khối khổ đau đen tối thì đó là địa ngục. Khi tâm mình có ánh sáng, có sự tha thứ, đó là thiên đường. Cho nên địa ngục và thiên đường nó chỉ là một thôi. Và tùy theo cái tâm mà chúng ta cảm nhận đó. Cho nên Địa Tạng là gì? Nếu nói theo nghĩa thường, Địa Tạng là biểu tượng của một vị Bồ Tát. Mà vị Bồ Tát này là tượng trưng cho một vị Bồ Tát đất. Cho nên người Nhật Bản, người ta thờ Địa Tạng giống như mình thờ ông Địa vậy đó. Mình thờ ông Địa là ông đất. Thì người Nhật Bản người ta thờ Ngài Địa Tạng. Và bất cứ sống ở đâu cũng phải sống ở đâu? Sống ở đất. Vậy thì ta thờ Ngài Địa Tạng là một vị Bồ Tát cứu khổ, một vị Bồ Tát bảo hộ cho cuộc đất mà người ta được sống. Cho nên đi tới đâu người ta cũng thờ Ngài Địa Tạng. Vì bất cứ nơi nào cắm cái dùi xuống là dính đất rồi, bước chân đi là đi trên đất rồi. Thì nếu mà không có Bồ Tát Địa Tạng bảo hộ chở che thì làm sao chúng ta có thể sống bình an? Cho nên người ta kính ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng như người Việt Nam mình thờ ông Địa, hay là như mình thờ Đức Quan Âm cứu khổ vậy đó. Và đó là cái tín ngưỡng của người Nhật Bản. Và đồng thời nói một cách gần hơn, bất cứ việc gì chúng ta làm, dù lớn dù nhỏ, dù thiện dù ác, có phải không có việc nào mà không lưu xuất từ tâm không? Đúng không? Không có việc gì mà không lưu xuất từ tâm. Cũng giống như chúng ta không có bất cứ một bước chân nào mà không chạm đất, mà không ở trên mặt đất. Ví dụ mặc dù chúng ta nói chúng ta đang ở ngồi trong chùa, nhưng mà chùa này cấn đâu? Từ mặt đất. Thì chúng ta cũng đang ở trên mặt đất đấy. Vậy thì bất cứ ở đâu chúng ta ở cũng đều phải chạm đất. Thì không có việc gì chúng ta làm mà không lưu xuất từ tâm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết kiên trì cái tâm đó, không biết sáng soi cái tâm đó, thì cái tâm này sao? Mê mờ và không có vững. Sáng soi là bằng cách nào? Viên minh châu của Ngài Địa Tạng cầm. Kiên trì bằng cách nào? Cây tích trượng Ngài Địa Tạng cầm. Và giải thoát bằng cách nào? Là cái pháp y mà Ngài Địa Tạng đắp, là cái y của một tỳ kheo, là cái đầu cạo tượng trưng cho một người tu. Mà người tu là tượng trưng cho giải thoát. Y cà sa cạo đầu là tượng trưng cho một người xuất gia, một người giải thoát.
Và người tu đó muốn duy trì cái mảnh đất này, nói một cách khác muốn duy trì cái nguồn tâm này, thì người đó phải có tâm giải thoát, phải có ý chí kiên trì, phải có trí tuệ sáng mới đưa cái tâm này ra khỏi địa ngục được. Hay cực kỳ. Cho hồi nhỏ là Pháp Hòa có duyên với Ngài Địa Tạng nha. 7 tuổi là Pháp Hòa rất là thích bộ kinh Địa Tạng. 7 tuổi là đã lén tụng kinh Địa Tạng ở trong cái mùng, rồi là công khai tụng Địa Tạng. Và rất là thích. Mà hầu như lấy kinh Địa Tạng làm cái bản kinh nhật tụng của mình mỗi ngày, chiều nào cũng tụng Địa Tạng hết. Và quý vị nhớ là tất cả các Bồ Tát, Bồ Tát nào cũng có tóc nha, đeo vàng vòng nha, đeo dây chuyền bông tai, duy có Bồ Tát Địa Tạng không có nha. Bồ Tát duy chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là đầu tròn áo vuông tướng của một thầy tỳ kheo. Đó là một tượng trưng cho cái người giải thoát. Người muốn ra khỏi địa ngục chỉ khi nào tâm mình muốn gọi là giải thoát, và ý chí phải kiên trì, phải có sự sáng suốt mới đưa, và mới đem bao nhiêu cái hạt giống tốt trồng trong đất tâm này. Bây giờ mình kiểm lại coi, có việc gì chúng ta làm mà không lưu sức tự tâm? Ví dụ tối hôm nay đại chúng ngồi ở đây mà nghe Pháp Hòa nói chuyện, thì nếu quý vị không có tâm, quý vị đâu có ngồi. Quý vị đâu có ngồi chứ. Mà Pháp Hòa không có lòng, không có tâm, Pháp Hòa cũng chẳng tổ chức này. Rồi các thầy, các cô trong chùa không có tâm cũng không có hỗ trợ cho Hòa trong công việc này được. Cho nên nhất chúng ta làm đều từ tâm hết. Nhưng nhớ tâm này phải là tâm của một vị Bồ Tát Địa Tạng. Cũng giống như mình không bao giờ mình trồng, mình cất nhà, mình làm cái gì mà không nương vào đất, mặt đất mà chúng ta làm. Làm cái gì phải nương cái tâm mà làm. Có thể việc đó chúng ta làm người khác hiểu lầm, người ta buông mình, nhưng tự mình biết tâm mình đã suy nghĩ gì, cái lòng mình đã đến với người đó như thế nào. Cho nên nhiều khi mình làm mà người ta hiểu lầm mình, thôi không sao đâu, đừng từ cái tâm ác là mình vui rồi. Cho nên quan trọng là khi chúng ta làm, chúng ta nhìn lại tâm. Chúng ta nhìn lại tâm. Hồi sáng này mình tụng phẩm kinh thứ 8, đại chúng có nhớ không? Lúc đó cái vị quỷ vương đó, chủ mạng quỷ vương đó, nương quay thần của Đức Phật và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Ngó ngoái là gì? Nhìn lại cái tâm mình. Nhìn lại cái tâm mình. Cho việc gì chúng ta làm mà chúng ta làm từ cái tâm đó, là chúng ta nương vào Địa Tạng Bồ Tát đó. Chuyện là mỗi tối con tụng kinh ở nhà, có lúc 9 giờ, lúc 10 giờ, lúc 10 giờ rưỡi. Nhưng có một sư cô nói con tụng như vậy là không có công đức hay có phước. Sư cô nói con phải tụng nhất định đúng giờ. Nếu tụng 9 giờ là phải đúng 9 giờ mỗi ngày. Nếu ngày nào mà xong việc trước 9 giờ cũng phải chờ đúng 9 giờ mới được tụng. Như vậy mới có phước hay đức gì con quên rồi. Vì lúc đó có người khuất mặt đến nghe mình tụng. Nếu mình tụng không đúng giờ thì họ không nghe được. Như vậy là không có phước hay đức. Thưa thầy, con đi làm về cơm nước dọn dẹp vệ sinh cá nhân xong con mới tụng kinh được. Thì ngày nào công việc xong sớm thì con tụng sớm, xong muộn thì con tụng muộn. Chứ nếu hôm nay con xong sớm mà con nên con tụng 9 giờ, ngày hôm sau mà công việc dọn dẹp chưa xong, vậy con phải bỏ đi để tụng kinh. Nếu vậy con sẽ không tập trung để tụng kinh được, vì trong đầu con nghĩ chén chưa rửa. Con nghĩ người ngoài đời thời gian khác với người xuất gia sống trong chùa. Ở chùa nếu tụng kinh 9 giờ là đúng 9 giờ mỗi ngày, còn người ngoài đời hay hôm nay xong việc 7-8 giờ, ngày mai xong việc 10 giờ. Vậy ngày nào con xong việc 10 giờ, ngày đó con không được tụng kinh sao? Đại ý cái câu là một sư cô khuyến là phải nên tụng đúng giờ. Tại vì cái người âm họ tới nghe kinh họ rất là đúng giờ. Chắc người âm này người Mỹ á, chắc nó mới đúng giờ, chứ Việt Nam là dòng Việt Nam đi trễ dữ lắm. Đừng có lo cái chuyện đó. Sư cô này cũng thuộc là hay đó.
biết âm tới giờ nào hết trơn à, phải không? Thật ra cái đó không có nên theo cái đó. Mình phải theo cái thời gian của mình. Quý vị nhớ, tụng kinh là cái giờ hành trì của mình. Dĩ nhiên tốt nhất là mình có thể giữ được thời khóa đúng giờ. Tuy nhiên chúng ta là những người còn sống ở ngoài, chúng ta phải uyển chuyển cái thời gian, miễn làm sao ngày đó chúng ta có cái thời giờ chúng ta tu tập. Vì tu tập là chuyển hóa, chứ không phải cái vấn đề mình trung thành với giờ giấc với người âm. Giờ nào cũng có người âm. Nếu mà người âm nào lỡ 9 giờ không nghe thì cũng có người khác tụng, âm đó đi tới người đó nghe. Rồi mình tụng 10 giờ thì giờ âm nào rảnh 10 giờ thì giờ âm đó nghe. Phong vào ví dụ, ở đây mình tụng kinh mấy ngày nay mình tụng 10 giờ sáng, thì ở Cali 9 giờ. Trong khi đó Việt Nam là 11 giờ khuya. Rồi những nơi khác là 7 giờ rưỡi sáng, 9 giờ rưỡi sáng, vân vân. Thì bây giờ mình phải tùy mình ở đây thôi. Mình ở đây mình tụng bây giờ mình tụng. Rồi các nơi các vị tùy thời gian quý vị tham dự được cái nào quý vị tham dự. Người ta miss cái này thì người ta nghe khác. Không có giây phút nào không có người tụng kinh. Ví dụ giờ phút này mình nói pháp thì cũng có người tụng kinh. Giờ dông nào không thích nghe pháp thì dông đó đi kiếm kinh nghe. Cho nên đừng lo chuyện đó. Nếu mà thật sự có dông nào nghe, nếu mà thật sự có vong nào nghe kinh thì đừng lo, mình tụng 10 giờ cũng có vong 10 giờ. Nhưng mà vong Mỹ mới honest giờ giấc nghe, còn vong Việt Nam là không có biết à. Cho nên đừng lo. Nếu như mà mình vì cái công việc của mình thì mình phải là như vậy thôi. Dĩ nhiên mình sắp đặt cái thời khóa là tốt, nhưng mà cái trường hợp của chúng ta là cái trường hợp du di trên cái mặt tu tập. Mình đâu phải là cái giờ đó mình trả bài với Phật để Phật lấy điểm với mình đâu. Cái giờ đó giờ mình tu tập, mình xong xuôi công việc rồi mình lên, mình thời khóa của mình để làm gì? Đây là giờ phút mình trở về với chính mình, mình tự tu, tỉnh tu. Chứ không phải là cái vấn đề chúng ta lên trả bài cho Phật hay là chúng ta lên trả lễ cho Phật, mà chúng ta phải như vậy. Không có thần thánh nào phạt mình cái chuyện tụng kinh trễ hết. Còn nếu mà thí dụ muốn khuyên á, thì phải khuyên vậy đó. Nói là nếu mà con tụng kinh sớm được thì tốt. Mình nói như thế nào mà để cho người Phật tử đó, người ta không có cái cảm giác như là bị hù dọa. Chứ còn không là tu chập rồi đạo Phật là chuyên đề hù dọa, nó tội nghiệp cho đạo Phật.